Chủ đề: tránh xa những thực phẩm nào sau khi phẫu thuật tạo hình thành bụng? Theo đánh giá của bác sĩ thì phẫu thuật tạo hình thành bụng là một phẫu thuật lớn và mang lại hiệu quả rất đáng kể cho các chị em khi mà có mong muốn thon gọn vòng 2. Đặc biệt là cái đường kính của vòng 2 sẽ giảm đi đáng kể nếu mà được bác sĩ thực hiện phẫu thuật tạo hình thành bụng. Nếu chỉ hút mỡ không thì thay đổi một phần độ dày của mỡ thôi, nhưng khi kết hợp vừa hút mỡ và tạo hình thành bụng thì thay đổi đáng kể. Nghĩa là cái kết quả thẩm mỹ chúng ta là vô cùng to lớn khi phẫu thuật tạo hình thành bụng. Và cái phần thứ hai đó là cái phần sẹo. Đó là cái phần mà các chị em cũng rất quan tâm sau khi phẫu thuật tạo hình thành bụng. Thì trong những cái thức ăn sau quá trình phẫu thuật tạo hình thành bụng mà chúng ta cần kiêng để làm sao hai yếu tố mà bác sĩ vừa chia sẻ nó có được kết quả tối ưu. Thứ nhất là cái kết quả thẩm mỹ về cái độ nhỏ của vòng 2. Và thứ hai đó là cái độ thẩm mỹ của cái sẹo, vì tạo hình thành bụng thường để lại sẹo dài hơn so với các phẫu thuật khác. Vậy thì ngoài những cái thức ăn bình thường mà mọi người được biết là phải kiêng kỵ, ví dụ như rau muống này, thịt gà này, thịt bò này, đồ nếp trong thời gian đầu ấy, thì có những thực phẩm nào mà các chị em cũng cần để ý, cần tránh để chúng ta có được kết quả thẩm mỹ một cách tối ưu nhất? Thì trong cái video ngày hôm nay bác sĩ sẽ chia sẻ cụ thể điều đó để chúng ta nắm được. Nên là khi mà phẫu thuật tạo hình thành bụng thì ngoài cái kết quả của bác sĩ ra, với cái sự chăm sóc của bản thân mình, với cái sự kiêng kỵ về dinh dưỡng của bản thân mình, thì các chị em sẽ đạt được cái kết quả tối ưu. Nhưng trước khi vào chủ đề chính thì các chị em đừng quên like kênh của bác sĩ, chia sẻ kênh, đồng thời là subscribe kênh của bác sĩ, ấn vào cái nút hình quả chuông ấy, để khi bất cứ có video nào mới bác sĩ up lên là chúng ta nhận được ngay lập tức. Và đầu tiên là bác sĩ muốn chia sẻ về những thực phẩm làm cho quá trình lành sẹo không được tối ưu và để lại sẹo xấu. Thứ nhất đó là rau muống. Mọi người biết là trong thành phần của rau muống có những cái chất mà có thể làm cho cơ thể chúng ta là tăng cái khả năng sản sinh collagen, và vì vậy cái khả năng phát triển sẹo lồi sẽ cao. Nên là rau muống là cái đầu tiên là chúng ta phải kiêng. Thậm chí có những trường hợp phẫu thuật lớn như tạo hình thành bụng, nâng ngực ấy, thì chúng ta phải kiêng rau muống trong vòng 6 tháng đầu. Thứ hai là thịt gà, mà đặc biệt là gà ta nhé. Có hai loại là gà ta và gà công nghiệp. Thì gà ta ấy thường là có rất nhiều cái dinh dưỡng mà chúng ta nuôi, nên là trong cái thịt gà ta ấy có những thành phần làm cho cái quá trình sưng phù nề nó tăng lên. Gà ta và xôi nếp là tăng cái khả năng phù nề của chúng ta, nên cho mọi người tránh ăn thịt gà và tránh xôi nếp trong một tháng đầu tiên. Một loại dinh dưỡng nữa đó là thịt bò. Nói là thịt bò ăn nhiều thì cũng làm cho vết thương có thể chuyển thành màu thâm. Thì đúng là như vậy, tại vì là trong thịt bò có nhiều sắt mà. Và trong quá trình bài tiết ấy, nó có những thành phần làm ảnh hưởng đến những cái tế bào của vùng da. Nhưng nếu chúng ta ăn nhiều, còn ăn ít thì không sao nhé. Theo quan điểm của bác sĩ thì chúng ta có thể ăn ít được. Ăn với lượng vừa phải, có thể là hai bữa trong vòng một tuần thì không có ảnh hưởng gì đến vết thương của sẹo cả. Một thực phẩm nữa đó là trứng. Mọi người biết rằng là trứng có rất nhiều dinh dưỡng, có rất nhiều vi chất, có rất nhiều protein. Rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên là trong dân gian thì lại nói rằng là chúng ta nên kiêng trứng sau phẫu thuật, vì là sẹo sau quá trình mà lành sẹo nó có thể bị màu trắng, bị loang. Thì bác sĩ thấy rằng như này, là nếu chúng ta ăn một cái lượng trứng mức độ vừa phải thì không ảnh hưởng gì cả. Có thể là ăn ở mức độ là 3 đến 4 quả trứng trong một tuần thì hầu như không có ảnh hưởng gì đến sẹo cả. Nhưng nếu chúng ta ăn nhiều thì có ảnh hưởng. Mà đặc biệt là trứng lòng trắng nhé. Lòng trắng trứng thì có ảnh hưởng nhiều hơn tới cái việc mà sẹo dễ bị trắng. Chính vì vậy nên là có thể trong vòng 1 tháng đầu tiên là mọi người nên hạn chế ăn lòng trắng của trứng. Còn sau 1 tháng thì chúng ta có thể ăn trứng một cách bình thường. Có thêm một thực phẩm nữa, nhưng mà đó là thực phẩm chức năng. Những cái thực phẩm chức năng mà gọi là viên uống giàu collagen ấy, các chị em ở độ tuổi sau 30 nhiều khi là thấy rằng là có nhiều cái thông tin nói rằng là cần bổ sung thêm collagen, và mọi người uống thực phẩm giàu collagen hoặc là những viên collagen ấy, thì chính cái thực phẩm đó cũng làm tăng sản sinh collagen cộng thêm với cái collagen bên ngoài chúng ta uống vào và làm cho sẹo bị lồi. Thì trên đây là những thực phẩm mà các chị em cần tránh trong thời gian đầu sau phẫu thuật tạo hình thành bụng để sẹo được tối ưu. Và sau đây là một số các nhóm thực phẩm nữa cũng làm cho cái kết quả thẩm mỹ nó không được tối ưu. Mọi người nghe kỹ để nhận thấy rằng là vô cùng quan trọng với mọi người. Thứ nhất đó là đồ ăn mặn, đồ ăn nhiều muối. Chúng ta phần lớn hàng ngày là chúng ta ăn thừa muối đấy. Chúng ta đã theo nghiên cứu là chúng ta sử dụng
bằng 2 lần so với cái lượng muối mà chúng ta cần tiêu thụ hàng ngày. Nếu mà theo nghiên cứu thì chúng ta chỉ cần, nếu tính ra chỉ cần khoảng một cái thìa cà phê ấy, chỉ 1/2 cái thìa cà phê đấy là chúng ta đủ cái lượng muối chúng ta dùng trong một ngày rồi. Ngoài ra thì mọi người biết rằng là trong các thực phẩm mà chúng ta ăn hàng ngày, trong bánh mì này, trong một số bánh ngọt này, bánh ngọt cũng rất nhiều muối này, trong những nước uống của chúng ta là cũng có muối này, trong đặc biệt là trong những thức ăn đóng hộp ấy, tất cả những thực phẩm đó đã rất nhiều muối rồi. Vậy thì nếu chúng ta mà ăn thêm muối thì sẽ dẫn đến rất nhiều hậu quả. Nhưng cái hậu quả đầu tiên đó là cái vùng bụng, cái ý bác sĩ nói là đường tiêu hóa của chúng ta, đặc biệt là đường ruột, sẽ tích tụ nước, và khi tích tụ nước thì cảm thấy chúng ta khó tiêu, cảm thấy đầy bụng. Đấy, và chính cái sự đầy bụng đó làm cho đường kính bụng của chúng ta nó sẽ to, đúng không, và hiệu quả thẩm mỹ sẽ bị giảm đi rất nhiều. Nên đầu tiên mọi người cần lưu ý đó là những thức ăn mặn, thức ăn có nhiều muối là chúng ta phải hạn chế, cố gắng làm sao ăn nhạt, và ăn nhạt bằng 1/2 thôi so với cái mức mà chúng ta đang ăn hiện tại, là như thế là đủ muối cho chúng ta rồi đấy. Nhóm thực phẩm tiếp theo mà có ảnh hưởng đến kết quả thẩm mỹ sau tạo hình thành bụng đó là nhóm thực phẩm chứa ga, có cồn hay là cà phê. Thứ nhất đó là thực phẩm có ga. Thực phẩm có ga thực ra là những cái đồ uống có ga thôi. Trong đó có Coca-Cola, trong đó có Pepsi, có nước cam, có rất nhiều đồ uống có ga trên thị trường. Nhưng mọi người nhớ rằng là những đồ uống có ga ấy thường kèm theo rất nhiều đường và rất ít vi chất. Đấy, khi chúng ta đã sử dụng đồ uống có ga rồi thì cái lượng đường cao như vậy, mà lượng đường cao thì chúng ta mọi người biết rồi đấy, thức ăn mà có nhiều đường ảnh hưởng rất nhiều tới bộ não này, ảnh hưởng tới cái vấn đề lành da này, ảnh hưởng tới cái quá trình miễn dịch của chúng ta. Chính vì vậy nên là đồ uống có ga vừa chứa rất nhiều đường ảnh hưởng đến cả một hệ thống của chúng ta. Ngoài ra khi chúng ta sử dụng nhiều cái đồ uống có ga rồi ấy, thì chúng ta lại hạn chế ăn những thực phẩm có chất lượng khác, và như vậy thì cái lượng thực phẩm mà đáng ra chúng ta cần cho cơ thể, cần cho quá trình phục hồi lại tiêu giảm lại ít hơn. Đấy. Thứ hai nó là đồ trong cái nhóm này đó là đồ uống có cồn. Đồ uống có cồn thì có bia, có rượu, đúng không? Thì mọi người biết rằng là sau khi phẫu thuật nói chung và phẫu thuật tạo hình thành bụng nói riêng thì những cái đồ uống có cồn ấy là chúng ta phải hạn chế, và theo ý kiến của bác sĩ là chúng ta nên bỏ trong vòng 1 tháng, vì cái quá trình hồi phục vết thương nó làm quá trình rất lâu dài, tối thiểu chúng ta phải bỏ trong 1 tháng. Cồn, chất có cồn như bia rượu làm cho máu chúng ta bị loãng, mà khi máu bị loãng thì tất cả là cái hệ thống của chúng ta, cái phù nề của chúng ta sẽ kéo dài rất lâu. Đấy, bình thường có thể phục hồi trong vòng 1 tuần thôi, nhưng mà nếu mà uống dùng bia rượu thì máu loãng và những cái quá trình, những cái chất để mà mang đến cái quá trình phục hồi chúng ta đến cái vết mổ ấy, thì sẽ bị chậm đi, và có thể phục hồi đáng ra 1 tuần thì sẽ kéo dài 2-3 tuần. Nhóm thực phẩm trong nhóm này thứ ba đó là caffeine. Caffeine thực ra là một chất chống oxy hóa cũng rất tốt. Thỉnh thoảng mà chúng ta uống một chút cà phê thì sẽ làm cho cái não bộ chúng ta kích hoạt, phản ứng nhạy bén hơn. Nhưng mọi người biết rằng là trong cái cà phê ấy, thì cái chất caffeine ấy ảnh hưởng đến cái quá trình những cái tế bào da, những cái tế bào sừng của da ấy. Mà khi mà chúng ta phẫu thuật tạo hình thành bụng thì rõ ràng là chúng ta cần những cái tế bào sừng phát triển rồi thì tái tạo. Và khi mà có ảnh hưởng đến sự tái sinh, sự phát triển của tế bào sừng sẽ ảnh hưởng đến cái quá trình lành sẹo. Vì vậy nên là chúng ta cũng cần hạn chế tối đa nhé, cà phê. Và một nhóm tiếp theo cũng ảnh hưởng đến cái thẩm mỹ sau khi tạo hình thành bụng đó chính là các thực phẩm chế biến sẵn hay đồ ăn nhanh. Bác sĩ lấy ví dụ như là dăm bông này, thịt nguội này, xúc xích này, thậm chí bỏng ngô này. Đó, thì tất cả những cái đồ ăn nhanh là làm, và những cái đồ chế biến ấy làm thay đổi cái thực phẩm chúng ta đã thay đổi về mặt cấu trúc, mà khi thay đổi về mặt cấu trúc thì rất khó trong quá trình tiêu hóa. Hơn nữa thì để mà bảo quản, để mà thịt hộp của chúng ta, để những thực phẩm chế biến sẵn được kéo dài thời gian ấy, thì các công ty họ phải dùng rất nhiều những phụ gia, và trong những phụ gia đó có rất nhiều chất oxy hóa, và chất oxy hóa nó làm cho cơ thể chúng ta không chỉ là cái phần phẫu thuật đâu, mà nó tất cả các hệ thống, trong đó có hệ thống thần kinh, hệ thống miễn dịch, hệ thống tiêu hóa, tất cả các hệ thống đều bị ảnh hưởng một cách tiêu cực. Nếu nói về thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh thì bác sĩ có thể nói vài tiếng để cho chúng ta nắm được về tác hại của những thực phẩm này. Nhưng trong buổi chia sẻ này, bác sĩ chỉ muốn nói rằng là những thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh không những là có sự thay đổi về mặt cấu trúc, đồng thời có những chất phụ gia, và trong đó ví dụ như những thực phẩm đóng hộp chẳng hạn thì có một cái thành phần đó là natri natrit, thì cái muối nitrit
là cái muối mà khi chúng ta ăn vào ấy, nó mà với nồng độ lớn ấy, có thể gây ngộ độc. Đấy. Và tác động tới các tế bào, có thể làm thay đổi về mặt lâu dài ấy, có thể là chức năng tế bào giảm đi, tăng cái lượng axit trong tế bào. Mà tăng lượng axit trong tế bào là có rất nhiều những nguy cơ làm cho cái chức năng của tế bào cũng giảm đi, các phản ứng enzyme của tế bào cũng kém đi. Và nếu mà nồng độ axit kéo dài nhiều, nhiều tháng, nhiều năm thì tế bào sẽ bị biến đổi về gen và có thể phát triển những tế bào ác tính. Chính vì vậy nên là cái việc mà sử dụng thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh một cách thường xuyên ấy, sẽ ảnh hưởng không những là tới kết quả thẩm mỹ tạo hình thành bụng của các chị em trong thời gian ngắn, mà về mặt lâu dài sẽ ảnh hưởng tổng thể tới sức khỏe của chúng ta. Như vậy là trên đây bác sĩ đã vừa chia sẻ cho các chị em được biết về các thực phẩm làm ảnh hưởng xấu tới quá trình kết quả hình thành kết quả sau khi tạo hình thành bụng. Cái nhóm thực phẩm làm ảnh hưởng đến sẹo, đúng không, làm sẹo xấu này, sẹo thâm này, sẹo lồi này, sẹo trắng này, và nhóm thực phẩm nhiều muối, và tiếp theo là nhóm thực phẩm có cồn, có ga, có nhiều caffeine, và cuối cùng là nhóm thực phẩm chế biến sẵn, nhóm thực phẩm đồ ăn nhanh. Đó, thì mọi người có thể nghe kỹ để hiểu rõ, vì tất cả những thực phẩm này chúng ta nên kiêng, kiêng càng nhiều càng tốt, thì vừa tối ưu hóa quá trình lành sẹo, vừa làm cái kết quả thẩm mỹ của chúng ta được tối ưu, vì là chúng ta cần có sẹo đẹp, đồng thời chúng ta cần có vòng hai nhỏ nhất có thể, đúng không? Vậy thì những thực phẩm này mọi người biết rồi, theo phân tích của bác sĩ, nó sẽ làm cho cái quá trình lành sẹo, cái quá trình phục hồi chúng ta chậm đi, đồng thời là làm cho cái vòng hai có thể bị to, bị đầy hơi, khó tiêu. Thì tất cả những cái thực phẩm trên đây mọi người nên lưu ý, không những ảnh hưởng trong cái quá trình lành sẹo sau tạo hình thành bụng, mà sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của mọi người. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về tạo hình thành bụng, về dinh dưỡng sau tạo hình thành bụng, hoặc bất cứ câu hỏi nào về lĩnh vực thẩm mỹ nói chung, thì các chị em đừng ngần ngại, hãy đặt ngay câu hỏi xuống video này và bác sĩ sẽ trả lời trong thời gian ngắn nhất. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video.